tiểu sử nhạc sĩ Phương Uyên, nhân vật quyền lực của showbiz và cuộc sống độc thân nơi trời Tây. Nhạc sĩ Phương Uyên sinh năm 1970 là một trong 8 người con của ca sĩ Xuân Anh. Chị được tiếp xúc, rèn luyện âm nhạc từ nhỏ. Năm 1988, Phương Uyên cùng hai người em là Cẩm Tú, Ngọc Diệp lập nên nhóm Ba Con Mèo. Khi nhóm tan rã, Phương Uyên vẫn theo đuổi âm nhạc, trở thành nhạc sĩ uy tín và tên tuổi. Khởi đầu sự nghiệp như người đứng đầu ban nhạc gia đình Ba Con Mèo cùng hai em gái là Cẩm Tú và Ngọc Diệp, Phương Uyên đưa nhóm nhạc ba chị em trở thành hiện tượng của nhạc trẻ Sài Gòn, giành giải cao nhất tại Liên hoan Pop Rock 1992, một sự kiện âm nhạc ấn tượng bậc nhất khi đó. Sau dấu mốc đáng nhớ ấy, tên tuổi của Ba Con Mèo được khán giả cả nước biết đến qua những lần biểu diễn ở nhiều chương trình và tụ điểm ca nhạc lớn. Công chúng yêu nhạc đến nay vẫn nhớ giọng hát khỏe khoắn cùng phong cách trình diễn cuồng nhiệt của mèo chị. Những bài hát Phương Uyên thể hiện từng làm chao đảo khán giả như Ngẫu Hứng Ngựa Ô, sáng tác Trần Tiến, Cô Bé U Sầu, sáng tác Nguyễn Ngọc Thiện, và đặc biệt bài hát được coi như tác phẩm đầu tay của chị báo trước một tài năng sáng tác nổi bật, Đến Với Tình Yêu. Sau khi nhóm nhạc Ba Con Mèo ngừng hoạt động vì Cẩm Tú định cư ở Mỹ, Ngọc Diệp bận chăm lo gia đình, Phương Uyên tạm bỏ qua sự nghiệp ca sĩ để yên tâm ở vị trí nhạc sĩ. Thời gian đó, Phương Uyên viết nhạc khỏe, trình làng hàng trăm ca khúc đủ thể loại khác nhau như pop, rock, dance, R&B. Đến đầu năm 2007, giọng ca Mẹ Yêu trở lại nghề hát với album Gia Đình Tôi, một tuyển tập những bài hát do chính chị sáng tác từ những câu chuyện của bản thân và gia đình. Đây là đĩa nhạc mang tính tự sự, cho thấy rõ chân dung một Phương Uyên mạnh mẽ nhưng vẫn rất nữ tính, dữ dội mà vẫn dịu êm. Sau đó, Phương Uyên còn kết hợp với nam ca sĩ Lê Minh, thành viên nhóm MTV, cho ra đời hai album tình ca được nhiều người ưa thích. Phù thủy của những sáng tác. Những năm 1990 là thời kỳ thăng hoa của âm nhạc thuộc thể loại pop rock. Khi đó, công chúng yêu nhạc chú ý đến Phương Thành Máu Lửa, Thanh Thảo Quyến Rũ hay Đan Trường Hào Hoa. Ở thời điểm này, Phương Uyên không nổi lên với vai trò ca sĩ mà là nhạc sĩ hàng đầu. Sáng tác của chị được đánh giá cao bởi sự phong phú trong đề tài. Nhạc Phương Uyên bao trùm hầu hết các góc cạnh đời sống xã hội, trong đó có những đề tài rất hiếm khi lọt được vào thị trường ca nhạc đại chúng như ma túy, đồng tính, luyến ái nữ. Thật khó để kể hết các ca sĩ đã hát nhạc của Phương Uyên, từ giọng ca ăn khách cho tới thí sinh ở những cuộc thi hát. Chị là người đứng sau thành công của những ca sĩ nổi tiếng như Cẩm Ly, Phương Thanh, Tuấn Hưng, Thanh Thảo, Hồ Ngọc Hà, Đan Trường và mới đây là nhóm nhạc BT gồm hai chị em Thiều Bảo Trang và Thiều Bảo Trâm. Ca sĩ Thanh Thảo, bạn thân của Phương Uyên, từng chia sẻ: Phương Uyên đã góp sức rất lớn tạo nên thương hiệu búp bê cho tôi. Chị còn là người bạn rất thân thiết với tôi. Những lúc khó khăn hoặc gặp sự cố trong cuộc sống, tôi thường tìm đến chị để tâm sự và nhận những lời khuyên chân thành. Vì rất am hiểu tâm lý của tôi nên chị viết bài hát nào cho tôi cũng trở thành hit. Với năng lực sáng tác dồi dào, Phương Uyên được coi là một trong số ít nữ nhạc sĩ thành công của thị trường nhạc Việt khoảng 20 năm trở lại đây. Những ca khúc như Mẹ Yêu, Sài Gòn Cô Tiên năm 2000, Yêu Yêu Yêu, Bên Nhau Mùa Đông, Tuổi Mộng Mơ của Phương Uyên tạo cảm hứng rất nhiều cho các nữ nhạc sĩ thế hệ sau. Phương Uyên, mèo chị sở hữu quyền lực ngầm. Hát và sáng tác nhạc thôi chưa đủ để Phương Uyên trở thành nghệ sĩ quyền lực trong VBIS. Chị còn là giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình truyền hình thực tế phát sóng trên khung giờ vàng như The Voice, The Voice Kids, X Factor và làm giám khảo, cố vấn cho cuộc thi thần tượng âm nhạc Việt Nam, Việt Nam Idol, Đồ Rê Mí. Khi làm giám đốc âm nhạc, Phương Uyên nắm trong tay quyền sinh sát bởi chỉ có quyền quyết định việc chọn ai, loại ai ở vòng loại, cũng như định hướng âm nhạc, chọn bài dàn dựng tiết mục cho các thí sinh. Sau scandal tình ái cùng thí sinh Thiều Bảo Trang và nghi án dàn xếp kết quả ở The Voice 2012, nhiều người cho rằng Phương Uyên sẽ bị hạ bệ. Thế nhưng, công ty Cát Tiên Sa đứng ra tổ chức họp báo bảo vệ Phương Uyên
và tiếp tục mời chị làm giám đốc âm nhạc The Voice 2013. Sau hai mùa liên tiếp, Phương Uyên nhường chiếc ghế nóng cho nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Nhưng hiện nay, chị vẫn gắn bó cùng giọng hát Việt và lặng lẽ phụ trách những công việc quan trọng đằng sau sân khấu. Đồng thời, Phương Uyên cũng được không ít học trò The Voice tin tưởng, nhờ hướng dẫn để rèn giũa giọng hát. Sau The Voice, Phương Uyên đứng ra lập nhóm BT gồm Thiều Bảo Trâm và Thiều Bảo Trang, thường xuyên đưa hai chị em đi hát trong một số live show lớn. Nếu không có sự giúp đỡ của Phương Uyên, hai cô ca sĩ trẻ khó có cơ hội này. Dấu ấn Phương Uyên, 30 năm một chặng đường. Trong 400 ca khúc mà Phương Uyên sáng tác trong 3 thập niên qua, chị chọn ra 16 ca khúc gắn liền với tên tuổi cũng như ghi đậm dấu ấn cá nhân ở vai trò nhạc sĩ để thể hiện trong chương trình. Tuy nhiên, những ca khúc đó sẽ được làm mới theo phong cách hiện đại hơn, đảm bảo một live show sôi động và cuồng nhiệt. Chương trình có sự góp mặt của những ca sĩ, nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam như nhạc sĩ Đức Trí, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Giang Hồng Ngọc, nhóm MTV. Chương trình truyền hình thực tế gần nhất mà Phương Uyên tham gia với vai trò huấn luyện viên là chương trình Ban Nhạc Việt vào năm 2018. Từ đó đến nay, nữ nhạc sĩ hạn chế xuất hiện trước công chúng. Nhạc sĩ Mẹ Yêu tập trung cho công việc giảng dạy với mong ước đào tạo, định hướng những bé có năng khiếu âm nhạc đi theo con đường đúng đắn. Mới đây, Phương Uyên tái xuất trong buổi livestream Một Đêm với Trung, diễn viên Quang Trung. Đây là người hiếm hoi mà nữ nhạc sĩ nhận làm học trò suốt hơn 2 năm qua vì quý mến thái độ sống lễ phép, lạc quan cùng chất giọng tốt của Quang Trung. Phương Uyên quyết định sang Mỹ đoàn tụ gia đình. Chị thấy hạnh phúc vì bố mẹ luôn khỏe mạnh, sống bình an bên con cháu. Phương Uyên và mối tình kín tiếng với Thiều Bảo Trang. Năm 2012, Thiều Bảo Trang là một trong những thí sinh tham gia cuộc thi giọng hát Việt nhưng đã xin rút khỏi cuộc thi từ sớm vì lý do sức khỏe. Cũng tại thời điểm này, những tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa cô với nhạc sĩ Phương Uyên bắt đầu xuất hiện rầm rộ. Đặc biệt là sau khi Thiều Bảo Trang cùng em gái ruột Thiều Bảo Trâm thành lập nên nhóm nhạc BT được chính Phương Uyên đứng đằng sau hỗ trợ. Dù cả hai người chưa từng một lần lên tiếng xác nhận trước truyền thông, nhưng khán giả đều cho rằng cặp đôi này có một mối tình đồng giới kéo dài gần một thập kỷ. Nhiều năm liên tiếp, Thiều Bảo Trang luôn đồng hành cùng nhạc sĩ Phương Uyên tại nhiều sự kiện lớn nhỏ trong làng giải trí Việt. Cựu trưởng nhóm Ba Con Mèo cũng tỏ ra tình tứ, không ngại thể hiện tình cảm với nữ kỳ trước đám đông. Đáng tiếc là sau hơn 9 năm bên nhau thắm thiết, thì vào tháng 10 năm 2021, dân mạng rộ lên tin đồn Phương Uyên và Thiều Bảo Trang đã chính thức đường ai nấy đi. Sau khi chia tay tình cũ, đầu năm 2022, nhạc sĩ Phương Uyên đang hẹn hò người mới là danh ca hải ngoại Thanh Hà. Cả hai thường xuyên tương tác nhiệt tình trên mạng xã hội và để lại cho nhau những bình luận ngọt ngào. Không để người hâm mộ tò mò quá lâu, nhân dịp lễ tình nhân vừa qua, nữ nhạc sĩ đã đăng tải một tấm hình tình tứ của cả hai thay cho lời xác nhận chính thức về mối quan hệ tình cảm. Đáng chú ý, cách Valentine 2 ngày, nữ danh ca 6X cũng mới vừa thông báo chia tay bạn trai kém tuổi, Trolin Cassiquin, từng gắn bó với cô suốt 15 năm. Dưới bài đăng của Phương Uyên, hiện có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ thay nhau gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến cặp đôi.